Alo, em chào tất cả anh chị em. Với một cái lô nịt này, thực sự em vừa nghe một ông khách. Ông này đây. Đây là em nhập cái số điện thoại vì anh này anh chửi em bực mình quá. Cho nên em lưu vào cái số điện thoại. Số anh này là 09 8 hơi mờ phải không anh em? Số điện thoại là 098 69 35 889. Khách mua hàng lấy giờ chửi em là bán tào lao. Vì là anh này là lý do như thế này, thì em nhập qua là số Zalo của anh này là tên là Đặng Cường. Nhưng mà chưa kết bạn nha. Anh này anh không biết đã mua của em hay chưa, không biết. Nhưng mà hôm rồi á là em bán nịt này là 2 3 đợt rồi. Trong này có em chùi cái mắt trên nó hơi hơi mờ mờ. Trong này là có hàng hướng đạo sinh. Đấy. Đấy, có cả hướng đạo sinh nhưng mà mục đích là anh ta chửi là như thế này. Có cả đầu nịt màu vàng, tức là tất cả dây nịt là có dây nịt màu vàng. Màu vàng nha anh em. Là liên quan tới video này là nịt màu vàng. Thì em báo cáo với anh em luôn là về trên video nó công khai em có đăng là có loại mà đồng nguyên khối thì giá 600. Và sợi dây nó phụ thuộc vào sợi dây lô trước là dây ô liu hay cổ úa. Thì em bán là 600 hoặc là 750 tùy dây đẹp đắt. Nhưng mà đồng nguyên khối thì 600 trở lên. Còn cái đồng si á là đây. Cái lô hàng đồng si này là 250. Thì hôm rồi em like là đồng si là 250. Anh này anh mới xem của em. Đây trước kia anh có mua em. Đây là cái địa chỉ của ông này đây. Thực sự em xưng ông là em đang còn bực mình lắm đấy. Em đang rất là bực. Vì anh ta chửi em một tăng mà em nói anh không mua của em. Anh mua cả hơn 2 tháng nay rồi. Nếu như anh bây giờ anh theo video này anh chửi em vậy thì anh trả đồ về vẫn chưa muộn. Anh này là gì? Đặng Cường, tổ 5, khu 6A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đấy, đính chính là anh này mua một đơn của em đấy. Cái anh nói chung là cũng có tuổi rồi, không biết phân biệt đâu là đồng thau và đâu là đồng nguyên khối. Cứ bảo là dây nịt với dây nịt thôi. Thì anh bảo là tao mua của mày một cái dây đồng, mày bán cho tao một cái dây đồng mà giá 750, mà mày hôm nay mày lên live mày bán có 250. Vậy mày lừa đảo vậy thì mày làm ăn được với ai? Nguyên văn là anh chửi em như vậy. Rồi bảo là cái này là nó đúc cho đồng cái gì. Nhưng mà xin thưa với các anh, khi em mua hàng, bán hàng, em vẫn cho khách xem hàng và giao hàng tận nơi thì xem hàng đúng đồng nguyên khối và giá tiền và đúng mặt hàng em đã quay hay không. Thì các anh có thể xem hàng, lúc đấy các anh mới trả tiền. Vậy tại sao 2-3 tháng trời nhận hàng rồi bây giờ lại nhảy lên chửi em? Chửi em là làm ăn lừa đảo. Rồi em bảo là bây giờ anh trả đồ về cho em vẫn chưa có muộn. Nếu như anh cho đồ này là đồ anh mua là không đúng như hàng, cho dù em đã cho anh xem hàng, anh đã nhìn cả 2 tháng nay rồi, anh còn soi luôn được cả cái lỗ của nó rồi. Vậy mà tới giờ này vì một cái lý do anh không phân biệt được hàng này là hàng si. Hàng si nha. Em bán 250 mà anh mua đồng nguyên khối giờ anh bảo như vậy. Thì xin thưa rằng em bảo là anh hoàn về cho em trả tiền lại vẫn chưa muộn, chưa bao giờ muộn hết. Anh em mua hàng của em 10 năm sau vẫn chưa muộn, chưa bao giờ muộn. Nhưng anh ta không chịu trả về cho em mà anh ta chỉ chửi em. Thì em nói anh hoàn cho em đi, đừng có mua thêm nữa, anh đòi chốt thêm á. Đòi mua thêm, em nói câu này em nói không có bán gì cho anh nữa. Yêu cầu anh trả về cho em ngay. Và thu mua của em bao nhiêu tiền thì em trả bấy nhiêu. Và đừng bao giờ mua của em nữa. Chứ anh đừng có gọi điện anh sủa em như vậy thì em không chịu được đâu. Anh ta nghe cái từ em nói sủa cái anh ta chửi anh ta bảo là tao đâu phải chó đâu mà sủa.
Vậy là từ đấy anh ta cúp điện thoại, em gọi điện cũng không được. Em nói anh là người lớn, anh mua hay không mua anh cũng nói một câu, chứ anh đừng có nói anh không hiểu thì anh hỏi, chứ anh đừng có lên mà nói như vậy, người lớn em không có tôn trọng. Vậy là em bực anh này, em lưu một câu là anh này mua lấy lâu rồi, giờ quay lại chửi em bán hàng tào lao. Em nói là anh bảo là anh đòi chốt cái mã gì này, mã gì ở trong này này, em nói người ta mua rồi. Anh nói mày bán hàng tào lao vậy, ai mà mua nhiều như vậy, không có. Vậy là chê, vừa chê mà vừa đòi mua. Cho nên là em chia sẻ cái video này là mục đích để cho anh em biết phân biệt được dùm em. Giá đồng nguyên khối là giá từ 600 trở lên và đồng xi là 250 trở lại. Anh em nào mà còn thắc mắc, nếu như coi dây này mà không phải đồng nguyên khối thì trả về ngay cho em và em trả tiền, đừng có thiếu hiểu biết như cái anh này mà nhảy vào chửi em là không có được đâu này. Chửi mà em gọi lại mà cũng không thèm nói một câu cho ra một con người là em không có đồng ý đâu nha. Thực sự em rất là bức bối, bán đồ cho người thiếu hiểu biết. Em rất là bực rồi, em xin cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em.